loại bạt quấn quấn cáp. Đấy, bạt này nó dùng để che nắng trong nhà, như giếng trời. Có hai cái lô quấn cáp ở trên đây, trong đây là motor dây điện kia. Thì cái này lắp đặt cũng rất là dễ, chỉ cần bắn cái bích này lên lên trần nhà hoặc là lên cái rầm, lên bất cứ một cái gì để nó giữ là được. Lúc nó kéo bạt thì bạt rất là căng, căng được là vì trong cái lô này là nó sẽ có một cái lò xo tời ngược lại. Lúc mở ra thì nó rất là thoáng, chỉ có một cái dây cáp này thôi, chỉ có cái dây cáp này thôi, dây cáp rất là căng. Hàng này hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Chất lại chất chất bạc này cũng rất là tốt đi. Đây, cái chất bạc này là một loại bạc rất là tốt, bạc vàng, vàng là một loại vàng nhựa, một loại vàng nhựa da. Hàng này hàng là nhập khẩu nguyên chiếc, dễ lắp đặt, đồng bộ. Kích thước tối đa của nó thì tùy theo cái nhu cầu của mình thôi.